biết là mình đang cạn xe cả. Nhưng mà vừa rồi nhận được mấy hình rồi bạn? Không biết mẹ người á. Không rồi. Không đi đây á. Đây là đạo. Đây là đạo con bà xã trại năm trên cái chùa ông hậu chứ. Đi đường xuống đường có Long Thành à? Ờ. Hay là trên Thánh Đông? Ủa trại Đông á. Ở trại Đông không? Ở chỗ cái chùa mà dễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.